Dạ, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Con đường em đang đứng đây, mình chạy thẳng sẽ tới cầu vượt đường Đinh Đức Thiện nha. Phía bên kia hàng rào là Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đó quý anh chị. Vị trí em đang đứng đây là Long An, Cần Giuộc Long An ha. Giữa Sài Gòn và Long An, ở vị trí này nó cách nhau chỉ một hàng rào thôi quý anh chị. Bên kia đường là cái đường tránh cao tốc ha. Đây là vị trí căn nhà muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị. Nó chỉ cách Bình Chánh, Sài Gòn có mấy chục mét thôi. Từ vị trí căn nhà này di chuyển về cái vòng xoay An Lạc quý anh chị. Tầm khoảng hơn 20 phút nha. Rất là gần quý anh chị. Căn nhà muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị là nhà sổ hồng chung. Nhưng mỗi nhà được giữ một cuốn sổ riêng nha quý anh chị. Trong cuốn sổ đó sẽ cập nhật tên tất cả các chủ căn nhà ở trong khu đất này luôn ha. Đường trước nhà là đường bê tông. Tầm 4 mét hơn đó quý anh chị. Nhà này có diện tích là ngang 4 dày 10, đổ suốt một lầu có hai phòng ngủ. Có khoảng sân trước rất là rộng nha. Con đường phía bên ngoài là đang trải nhựa nha quý anh chị. Nó sẽ làm dài ra đường Đinh Đức Thiện luôn. Sau này vị trí này sẽ rất là đẹp và tiềm năng tăng giá khá là cao nha. Con đường nó sẽ song song với lại cái con đường tránh cao tốc luôn quý anh chị. Giữa Sài Gòn và Long An cách nhau chỉ một hàng rào thôi quý anh chị. Căn này điện nước sạch có đầy đủ, khu vực rất là thoáng và mát mẻ nha quý anh chị. Nhà chủ mới sơn sửa lại rất là đẹp. Hiện tại thì chủ không ở đây, quý anh chị nào xem nhà thì cứ điện trước cho em ha. Anh chị nào mà làm việc ở khu vực Bình Tân, quận 6 hoặc là giáp ranh với Long An á, mua căn này là rất hợp lý ha. Di chuyển rất là thuận lợi nha. Quý anh chị chạy ra thẳng đường Đinh Đức Thiện, từ Đinh Đức Thiện quý anh chị rẽ ra quốc lộ 1A và từ quốc lộ 1A quý anh chị chạy thẳng về vòng xoay An Lạc thôi. Nhà 410, chủ làm ở khoảng sân để sang trước rất là rộng rãi. Toilet thì đặt giữa nhà nha, phía sau sẽ là bếp. Cái góc này là đặt máy giặt nè quý anh chị. Khu vực bếp rất là thoáng. Có luôn tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Kế bên là cánh cửa sổ quý anh chị mở ra rất là mát mẻ ha. Nhà này sổ hồng chung, mỗi nhà giữ một cuốn sổ. Nên mình rất an tâm về vấn đề pháp lý nha quý anh chị. Cầu thang thì chủ làm cầu thang đúc luôn. Ở dưới cầu thang nó có thêm một cái tủ mình có thể để đồ được nha quý anh chị. Trên này sẽ có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Phòng ngủ phía trước rất là thoáng nha quý anh chị. Phòng ngủ phía sau thì có một cánh cửa sổ. Thu sáng rất là tốt ha. Cũng như là tối ngủ quý anh chị có thể mở cửa sổ ra. Khỏi cần bật quạt hay là bật máy lạnh luôn ha quý anh chị. Nhà vệ sinh này thì nhỏ bằng cái nhà vệ sinh phía bên dưới. Phòng ngủ phía trước và ban công rất là thoáng nha quý anh chị. Có cả cửa sổ và cửa chính luôn. Nhà là quý anh chị mua về dọn vô ở thôi, không cần sửa sang gì lại. Ngủ phòng này thì không cần bật máy quạt hay gắn máy lạnh. Ban công phía trước thì cũng thoáng mát nha. Vị trí căn nhà không nằm ở trung tâm nên sẽ không bị ô nhiễm bởi tiếng ồn và khói bụi nha quý anh chị. Nhưng mà rất gần đường lớn, di chuyển thuận lợi về thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ, em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip của em. Quý anh chị nào quan tâm cứ điện thoại trực tiếp số điện thoại em bên góc dưới màn hình. Dạ, em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip sau.